Hello anh em, chúng ta chuẩn bị đến với nửa sau của mùa 6, phiên bản 6.5 với tên gọi Thành phố Ngầm. Đây là phiên bản lớn nhất trong các mùa của Đấu Trường Chân Lý với 22 tướng cùng 3 tộc hệ lớn. Tuy nhiên đó chưa phải là đã hết, chúng ta còn có 90 lõi công nghệ hoàn toàn mới. Mà anh em cũng biết rồi, nâng cấp Hextech chính là trọng tâm trong lối chơi của mùa 6. Vậy nên trong video hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem các loại công nghệ mới mạnh mẽ thế nào và tác dụng của chúng lớn đến đâu nhé. Lưu ý một số tên gọi bọn mình sẽ để nguyên gốc tiếng Anh vì chưa có được bản Việt hóa. Bọn mình sẽ sớm cập nhật khi có tên gọi chính xác nhé. Lõi cường hóa Arcane Nullifier, mốc 123. Kỹ năng của tướng bỏ qua 20, 40, 60% kháng phép của mục tiêu và giảm 50% hồi máu trong 8 giây. Tấn công điểm yếu, mốc 123. Đòn đánh thường bỏ qua 20, 40, 60% giáp của địch và giảm 50% hồi máu trong 5 giây. Thiên sứ ban phước, mốc 123. Khi sử dụng kỹ năng lần đầu, tướng nhận được AP bằng 20, 30, 40% mana tối đa. Luyện cung, 123. Những đơn vị khởi đầu trận đấu ở hai hàng phía sau nhận được 20, 30, 40% tốc đánh. Đấu sư, 123. Những đơn vị khởi đầu trận ở hai hàng đầu nhận được 30, 45, 60 AP. Lá chắn siêu công nghệ, mốc 123. Tướng có trang bị nhận thêm 150, 250, 350 máu và 30, 45, 60 giáp. Trí tuệ siêu công nghệ, mốc 123. Tướng có trang bị nhận thêm 150, 250, 350 máu và hồi lại 2, 3, 4 mana mỗi giây. Nung chảy, 123. Đòn đánh thường của tướng gây sát thương phép bằng 2, 3, 4% máu tối đa của mục tiêu. Cặp đôi hoàn cảnh, 1, 2, 3. Nếu đội hình của bạn có hai tướng giống nhau trên bàn cờ, cả hai nhận 30, 45, 60, AD, AP, giáp và kháng phép. Khi nâng tướng lên 3 sao, sẽ nhận được thêm một phiên bản 2 sao của tướng đó. Tụ điện, 1, 2, 3. Khi tướng của bạn nhận sát thương chí mạng, chúng gây 100, 150, 200 sát thương phép lên các kẻ địch ở gần. Hộ pháp, 1, 2. Khi khởi đầu trận, tướng của bạn cho các đồng minh liền kề lớp khiên có giá trị 125, 175 máu ảo trong 8 giây. Vọng âm Luden, 1, 2, 3. Khi tướng của bạn dùng chiêu và gây sát thương phép, kẻ địch đầu tiên trúng đòn vào các mục tiêu ở gần, nhận 150, 225, 300 sát thương phép. Lá chắn tầm xa, 1, 2, 3. Tướng khởi đầu trận ở hai hàng sau, nhận 30, 40, 60 giáp và kháng phép. Meditation, 1, 2, 3. Tướng không có trang bị, hồi lại 3, 5, 7 mana mỗi giây. Sức sống mới, 1, 2, 3. Sau 10 giây giao tranh, tướng của bạn hồi lại 40, 60, 80% máu đã mất. Tam hợp, 1, 2, 3. Tướng 3 vàng nhận 233, 333, 433 máu, 13, 23, 33 mana khởi đầu và 23, 33, 43% tốc đánh. Lõi tộc hệ bậc bạc, đánh ngất ngư. Tướng tiến công khi chí mạng sẽ làm choáng mục tiêu trong 1,5 giây. Mỗi mục tiêu chỉ bị choáng một lần trong vòng 5 giây, nhận một Rek'Sai. Overpower. Sau mỗi 2 đòn đánh, tướng tiến công nhận được 75% tỷ lệ chí mạng cho đòn đánh kế tiếp, nhận một Rek'Sai. Free Healthcare. Tất cả tướng đồng minh nhận được hiệu ứng của tộc hóa kỹ. Điều này không ảnh hưởng đến số lượng tướng hóa kỹ, nhận một Warwick. Phát xạ Hextech. Lần đầu tiên một tướng công nghệ xuống dưới 60% máu, chúng tăng mana tối đa của các đối thủ gần đó lên thêm 50% cho đến khi địch dùng chiêu, nhận một Nocturne. Tích trữ năng lượng. Tướng công nghệ nhận vĩnh viễn 1 AP mỗi khi chúng nhận buff từ lõi công nghệ, nhận một Swain. Hextech Armory. Tất cả tướng đồng minh nhận được hiệu ứng của tộc công nghệ. Điều này không ảnh hưởng đến số lượng tướng công nghệ, nhận một Sejuani. Hấp dẫn khó cưỡng. Tất cả tướng thanh lịch được giảm 25% sát thương, nhận một Leona. Study the Blade. Tất cả tướng đồng minh nhận được hiệu ứng của thách đấu. Điều này không ảnh hưởng đến số lượng tướng thách đấu, nhận một Queen. Swift Justice. Tướng cảnh binh nhận vĩnh viễn 2% tốc đánh sau mỗi ván đấu và thêm 2% nếu chúng sống sót, nhận một Sejuani. Bậc vàng Thieving Rascal. Các yêu đồ được tạo ra từ hiệu ứng của tộc này có 35% tỷ lệ mang theo một trang bị thành phần trên người. Nhận một Lulu. Very VIP. Khi đồng minh chết, chúng chuyển 40% máu tối đa cho VIP của thanh lịch. Nhận một Syndra. Lõi đa dụng. Bậc bạc. Recombobulator. Tất cả tướng trên bàn cờ của bạn biến đổi vĩnh viễn thành các tướng khác có giá tiền cao hơn một bậc. Nhận 3 nam châm ma thuật. Bổ sung quân lực. Nhận 3 tướng 3 vàng ngẫu nhiên. Năng lượng xanh 1. Sau khi dùng chiêu, tướng được hồi lại 10 mana. Kho báu 1. Nhận được một quả cầu vật phẩm xanh và một quả cầu vật phẩm xám. Bậc vàng. Tiếp tế thành phần. Nhận 3 trang bị thành phần ngẫu nhiên. Bổ sung tinh anh. Nhận 3 tướng 4 vàng ngẫu nhiên. True Tooth. Nhận 2 tướng 2 vàng 2 sao ngẫu nhiên. Kho báu 2. Nhận được 2 quả cầu vật phẩm xanh và một quả cầu vật phẩm xám. Lì xì hoàng kim 1. Nhận một quả cầu vật phẩm vàng và một quả cầu vật phẩm xám. Tiên tri 1. Biết được đối thủ trong ván đấu kế tiếp. Nhận một phong kiếm. Khảm bảo thạch. Sát thương phép và sát thương chuẩn từ kỹ năng có thể chí mạng. Bảo hộ tiên tộc. Toàn team được miễn hiệu ứng khống chế trong 10 giây đầu ván đấu. Bộ ba ma quái. Khi khởi đầu giao tranh, tướng có tốc đánh cao nhất sẽ tạo ra 2 bản sao 400 máu không có trang bị. Bậc bạch kim. Năng lượng xanh 2. Sau khi dùng chiêu, tướng được hồi lại 20 mana. Tiên tri 2. Biết được đối thủ trong ván đấu kế tiếp. Nhận một phong kiếm rạng rỡ. Lì xì hoàng kim 2. Nhận 2 quả cầu vật phẩm vàng và 2 quả cầu vật phẩm xám. Kho báu 3. Nhận được 3 quả cầu vật phẩm xanh và 2 quả cầu vật phẩm xám. High Five. Nhận 3 tướng 5 vàng ngẫu nhiên. Radiant Relics. Mở kho vũ khí để nhận một trong số 4 trang bị thần thoại. Trứng vàng. Nhận một trứng vàng siêu lớn sẽ nở ra sau 5 ván. Tiny Titans. Linh thú hồi lại 35 máu, to hơn và có 135 máu tối đa. Ok, và đó là toàn bộ những gì lõi công nghệ mới được cập nhật cho phiên bản giữa mùa. Tuy nhiên đó chưa phải tất cả đâu. Anh em cũng nên biết là phần lớn lõi công nghệ cũ vẫn được giữ lại, chỉ xóa những ấn, trái tim, linh hồn và các lõi dành riêng cho học viện, hộ vệ, đế chế vì chúng là những tộc hệ bị loại bỏ. Một số lõi đa dụng cũng được thay thế bằng các lõi khác. Sau vài giờ trải nghiệm, mình thấy là các bổ sung giữa mùa ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi. Do đó anh em hãy tìm hiểu thật kỹ nha. Đừng lo, bọn mình sẽ liên tục ra video trong thời gian tới để truyền đến anh em những thông tin mới nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.